Ngày 15 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Hiệp Mỹ Đông. Theo kết quả điều tra, ngày 4 tháng 7, vợ chồng VTBH, ngụ xã Hiệp Mỹ Đông, làm nghề mua bán thủy sản, đi từ chợ Bình Điền thành phố Hồ Chí Minh về nhà ở Trà Vinh. Hai vợ chồng này trở về địa phương nhưng không khai báo y tế. Cả hai đã tiếp xúc với người thân trong gia đình và bạn hàng thu mua tôm ở nhiều nơi. Công an địa phương đã phát hiện và yêu cầu vợ chồng trên đến trạm y tế khai báo theo quy định và xét nghiệm nhanh kháng nguyên giới sát COVID-19. Kết quả người vợ dương tính với sát COVID-19 đã được tổ chức cách ly điều trị. Qua công tác truy vết có 34 trường hợp F1 và 177 F2 liên quan đến ca bệnh trên. Trong đó có hai F1 cho kết quả dương tính giới sát COVID-19 vào ngày 10 tháng 7. Đây là vụ thứ hai liên quan đến dịch bệnh COVID-19 được khởi tố tại tỉnh Trà Vinh. Trước đó ngày 14 tháng 7 cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiểu Cần ra quyết định khởi tố vụ hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến một thanh niên trở về từ chợ Bình Điền thành phố Hồ Chí Minh nhưng khai báo y tế gian dối, sau đó để lây nhiễm cho người khác. Qua hai vụ khởi tố liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, các ngành các cấp và các địa phương trong tỉnh đề nghị người dân khi trở về từ các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh thành có dịch bệnh phải khai báo y tế trung thực và thực hiện đúng theo quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.